Cái món gỏi này là cái món gỏi thật sự ra là đẳng cấp của người Bắc. Người Bắc người ta gọi là nắng gỏi mưa cày đấy. Cả nhà ơi, ở đây có món cá tươi. Hello, xin chào buổi trưa tất cả mọi người. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn những cái món này nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn đặc sản gỏi cá và đặc biệt là món sashimi cá biển. Ở đây địa chỉ chính xác là số 178-2, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đi vào 20m. Đấy, ở đây cái quán này thì nó, cái hẻm này thì ngay bên cạnh là Bách Hóa Xanh luôn. Đây, các bạn có thể thấy. Các bạn đi trên đường số 8, từ đường Nguyễn Anh đi vào thì ngay xúc cái Bách Hóa Xanh là cái quán này nằm bên hông Bách Hóa Xanh luôn. Ở đây là một cái quán chuyên về hải sản, và phải nói trước với các bạn là những cái món ăn của ngày hôm nay thì nó có vẻ sẽ hơi kén người ăn đấy, vì trong số các bạn xem ở đây thì mình biết là sẽ có rất là nhiều bạn không ăn được những cái món về tươi sống như gỏi cá hay là sashimi, nhưng mà bạn nào mà ăn được những cái món này rồi thì đúng là rất là ghiền luôn. Còn nhá, bây giờ mình sẽ vào trong nhé các bạn. Cái quán này thì nó cách đây khoảng 20m thôi, đi vào là thấy liền. Nói chung là hôm nay thì mình đến đây khá là sớm các bạn ạ. Lúc này thì quán thì cũng đã bắt đầu mở cửa ra để bán rồi. Hình như mình có thể là hôm nay sẽ là mình là người đầu tiên ăn món đây luôn. Mình đến thì bây giờ anh đang chuẩn bị. Quán nằm trong này nha các bạn. Bây giờ anh bắt đầu mở ra bán rồi. Quán nhìn sơ qua khá là sạch sẽ và thoáng mát các bạn ạ. Nó nằm trong hẻm một chút xíu, với quất hẻm. Thì mình thấy có một cái tủ đồ tươi sống ngay tại chỗ luôn các bạn ạ. Ở trong này mình thấy có cá bún mú và ốc hương. Cái này là cái gì chị? Cái này là chèo. Cái này là chèo đấy nha. Chèo hả? Chèo dạ. Nha. Dạ. Nếu như cái này mà quê hương Thanh Hóa mà người Nga Sơn á, và cái lối miền Bắc á, nó gọi là chèo. Vâng. Đấy, có nơi thì nó gọi là cái món ăn này thì nó gọi là cái món này là món bổi. Bổi. Đấy, nhưng mà thật sự ra nó là chèo. À. Nó được nấu rất chứ là công phu. Cái này là bằng cái gì anh? Bằng cá thôi. Vâng. Cá băm nhuyễn ra thôi. Vâng. Riềng mẻ mắm tôm. Vâng. Đó là đó. Là cái này là chảo chấm hả? Đúng rồi, để mà ăn với gỏi cá. Ồ, nó thơm. Riềng mẻ mắm tôm nó bởi thơm. Vì thật sự ra cái gỏi đấy nó ngon hay không là nó ở cái nước chèo này. À, đặc biệt là do cái chèo nước chấm đúng, này ha. Đúng, chính xác. Đấy. Cái căn bếp nhà anh chỉ cũng rất là nhỏ gọn thôi các bạn ạ, nhưng mà mọi thứ mình thấy là bếp anh là anh đưa ra từ ở đây. Là anh vâng. Đưa lên bếp luôn, dạ. Hải sản tươi sống là anh đưa hết lên bếp tại đây luôn. Vâng. Đó. Tức là trực tiếp cho khách luôn ha. Trực tiếp khách ngồi ăn ở đây nhìn thấy anh làm luôn. Không dạ. Có phải mang đi đâu hết á. Vâng. Khách ăn đồ sống là có đồ sống. Dạ. Đó. Cái này là riềng mình làm cho món gì đây anh? Cái này là gỏi em. Làm gỏi ha. Gỏi nó phải có riềng. Tí nữa anh bỏ vào trong mấy cá đó. À. Cái riềng này chẳng có màu vàng ra, anh có thêm nghề vào không này? Không. Cái riềng của anh là cái riềng này. À, đường già ha. Ở đây các cái gọi của anh, mình thấy anh sử dụng nhiều riềng các bạn ạ. Chứ nó không có phải là riềng trắng. Vâng, cái riềng này hình như có tác dụng nó khử mùi anh nhỉ. Nó làm cho món ăn nó dậy lên nó ngon hơn đấy. Dạ. Cái này thì cá bên anh là cá thiên nhiên hết 100%. Đó, cá thiên nhiên hết toàn bộ. Em thấy đồ có một... anh không xài là đồ ấy. Em thấy có một con nó ngáp. À đúng rồi, thì nó vào nhiều khi nó chỉ có con thì nó chịu được nước, có con không chịu được nước. Vâng, đây. Này anh cá là cá thiên nhiên. Vào một chút xíu. Đó. Em thấy cá của anh ở đây nó không có bự, cá không có lớn cá lắm anh nhỉ. Cá này nó là cá thiên nhiên. Vâng. Thành thử ra là khi anh mua đó. Vâng. Thì người ta bắt được con nào thì anh mua con đó thôi. Dạ. Chứ còn khi mà cá nuôi đó, em hiểu không? Thì nó mới một lứa ở chẳng hạn như là 2kg là 2kg mà 3kg là 3kg. À. Ốc hương bên anh ốc hương thiên nhiên hết nha. Vâng. Đó, ốc hương thiên nhiên hết 100%. Bạch tuộc kia nữa kìa. Còn sống luôn hả? À? Sống hết luôn, ốc giác. Đó. Dạ. Ghẹ. Vâng. Ghẹ này là ghẹ Phú Quốc nha. Ở đây thì mình thấy một cái điều ở đây là những cái con của anh ở đây không có quá lớn quá khủng các bạn ạ. Đúng rồi, ghẹ Phú Quốc nó không có lớn này mà. Vâng, nó chỉ vậy thôi. Nó còn nhỏ thôi. Ừ. Và đặc biệt là cá bốc mú này ở đây thì mình thấy nó không có lớn cá. Làm sao mình biết được cá này là cá thiên nhiên anh? Đây này, cái cá mà cá thiên nhiên này là nó sẽ có những cái đốm đỏ này. Vâng. Đó. Cái vân đen này nó mờ thôi. Vâng. Nó sẽ có cái đốm đỏ này. Còn mà cá nuôi. Còn cá nuôi là nó chỉ có cái vân đen này rất chỉ là rõ. Vâng. Em hiểu không? Nó rõ lắm.
nhưng mà nó không có cái đốm đỏ này. À, như vậy cá cái đốm màu cam cam này này. Cái cá tự nhiên là nó sẽ có đốm vào cái đốm rồi. Ok. À. Ôi giời. Nó không có đốm luôn em. Vâng, không có đốm luôn. Cá nuôi là nó không có đốm luôn. Vâng, không có đốm luôn đấy. Đó là một cái mèo nhỏ để các bạn có đúng thể rồi phân biệt được cá tự nhiên và là cá nuôi bè nha các bạn. Tại vì cá nuôi bè nó lớn nhanh quá cho nên là nó không kịp mọc đốm. Đấy. Ốc hương con của anh size nó bự ghê nhỉ. Đây. Ốc này của anh là size tung nha. Vâng. Cái này giống ốc loại 1 rồi, ốc loại 1 rồi anh này. Không không không, ốc này là size tung. À. Tí nữa anh sẽ đưa cho em cái loại ốc size cổ. Là và lớn nhất. Đúng rồi, loại lớn. Ở đây thì mình thấy anh có một cái can bạch tuộc đây đây bạch, bên này bạch tuộc này. Đó, em cứ quay đi. Đấy, có một can bạch tuộc. Ở trong này thì mấy con bạch tuộc cũng đang còn sống ở trong này này. Ôi giời ơi, ốc bự nó các bạn. Đây là size cổ. Ủa cái này hình như anh làm đông rồi anh hả? Cái này là khi mà về đó, vâng. Em hiểu không? Để vào trong này rồi đó thì sau một ngày, hai ngày là mình phải đưa mình cấp đông chứ không để là nó bị chết. Bị chết hả? À, đúng rồi. Mà anh cấp đông sao mà cái thịt nó vẫn còn nhìn có vẻ ngon ngon anh nhỉ? Đúng rồi, mình cấp đông mềm mà. À, cấp đông mềm mà nó cấp không... Cấp đông mềm. Vâng. Nguyên tắc về cấp đông mềm nó được ít nhất từ 8 đến 10 ngày là cái thịt của nó vẫn giống như tươi luôn. Đó là nguyên tắc về cấp đông mềm. Cấp đông mềm nó là đúng rồi. Dạ, đấy các bạn ạ. Ôi, có rất là nhiều loại dao ở đây, em có cảm giác anh ở đây chắc phải có khoảng mười mấy, gần 10 con dao anh nhỉ? 20 mấy con dao, toàn bộ dao nhặt hết. Mỗi con có một tác dụng khác nhau. Đây là cá gì anh? Cái này là cá nhạch. Cá nhạch, có cá nhạch. Cá nhạch. Cái thớt này là thớt thớt mù của anh. Thớt nhựa. Thớt nhựa. Nó là dòng nhựa cao cấp. Vâng. Thường thường là làm cái gói này là thường thường cái điều nào là cái quan trọng nhất anh? Cái nào nó cũng quan trọng hết em. Vâng. Không có cái nào là nó không quan trọng hết. Vâng. Bên anh này, tất cả là anh xài nước mắm chiên su tem xanh hết toàn bộ 100%. Chiên su tem xanh. Đấy, có một em quên xin lỗi. Hạnh Phúc nước mắm Hạnh Phúc tem đấy. Xanh. Có một sự quảng cáo trá hình không hề nhẹ các bạn ạ. Cá này nước mắm này là nó 60 độ đạm. Vâng, làm cao ha. Anh xài bằng cái này hết. Kể vâng. Cả đồ ai mà có chấm anh cũng xài cái này luôn. Vâng, tin tưởng rồi ha. Thường thường mấy gỏi cá này mà làm không khéo là nó tanh là cũng khó ăn lắm đúng không anh? Đặc biệt bên anh là tất cả dòng hải sản bên anh là anh làm đồ ăn sống là anh làm bằng đồ biển hết. Anh không làm đồ nước ngọt. Vâng, đồ biển nó sẽ ít tanh hơn. Đúng rồi. Không phải, đồ biển cái khuẩn nó không có. Vâng. Với lại hai nữa là cái độ dinh dưỡng nó cao. Vâng. Em thấy người Nhật người ta ăn cá sống không? Cá vâng. Sống mới là cao cấp chứ. Cái món gỏi này là cái món gỏi thật sự ra là đẳng cấp của người Bắc. Vâng. Người Bắc người ta gọi là nắng gỏi mưa cày đấy. À. Nó có cái câu ấy luôn đó. Dạ. Ừ. Gỏi cá nhồng. Từ người Bắc người ta thích ăn gỏi cá nhiều anh ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng á là cái người làm nó như thế nào thôi. Vâng. Bỏ cái phần da đi. Ồ, cái dao nó ngọt quá. Cái phần này gọi là cái phần gì của cá ngừ anh? Em thấy nó có vừa cái những có thịt vừa có không phải hả? Cá này là cái cá trích ép trứng anh. À, cá trích ép trứng. Đúng rồi. Cá trích ép trứng. À, tức là cái phần vàng vàng là phần trứng hả? Đúng rồi. Này là gừng hồng này, anh cũng nhập từ bên Nhật về luôn đó. Gừng hồng? Đúng rồi. Ủa, cái gừng mà nãy giờ mình tưởng là thịt cá không các bạn ạ? Không, gừng. Ủa, cái này là cái gì vậy anh? Cái này là cái đồ để anh đựng sashimi. À, một và cái viên đá. Đúng rồi, anh có những cái nó không có giống ai hết á, em hiểu không? Vâng. À. Ủa, đá lạnh. Đúng rồi. Đây các bạn ạ. Đây cấp là... đông đá. Mà xin thưa với em, đá này là đá ngọc nha. Đá ngọc. Chính xác nó là lá ngọc, người ta mua người ta trưng. Vâng. Nhưng đối với anh là không trưng. Vâng. Anh mua để khách hàng xài chứ anh không trưng. Đấy. Thưa ăn sashimi được làm lạnh trên miếng đá ngọc các bạn ạ. À. Chính xác. Thường thường làm mấy cái này mấy cái dao phải bén lắm đúng không anh? Không bén là cái miếng. Vâng, miếng thích ngon liền ha. Em bảo nó không bén làm sao mà làm. Tại sao lại bỏ cái da nó đi anh? Cái da nó dai em. À.
Em nghe nói cái da cá hồi nó ngon lắm, mình có dùng vào để mình nấu cái gì không? Không. Tiếc có phải anh? Tiếc có phải? Nói chung là nấu thì nấu được á, nhưng mà mình không có giữ lại được em ạ. Vâng. Nhìn miếng thịt cá nó tươi quá. Anh thì cái mục tiêu của anh ra cái quán này là muốn làm một chút xíu để gọi như vậy là cho khách hàng của mình được ăn mà nó rẻ nữa, em hiểu không? À, cho một lời trực tiếp với nó luôn. Đúng rồi, anh xài cái đá này là mục đích của anh là vậy mà. Ôi, cái màu của nó như màu đá luôn các bạn ạ. Không biết đâu là mù tạt, không biết đâu là cái cục đá luôn. Hiện tại thì ở đây mình có bán qua app không anh? Anh không bán qua app nhưng mà anh ship. Ship hàng? À, tức là khách mà muốn ăn là anh có thể ship luôn. Đúng rồi, anh hiện tại bây giờ quán anh đang ship là nhiều mà. Vâng. Nói chung là thường thường các bạn ăn những cái món mà nó liên quan đến hải sản tươi sống như sashimi hay là các cái món về gọi cá thì đúng là thường cái giá thì rất là cao. Nó cao lắm. Nó cao lắm, nó cao gấp 3-4 lần so với những cái món ăn thường. Cho nên đó em thấy đấy, khách đến đây mà 150 vẫn có thể mua được sashimi mà. Anh là đầu bếp. Vâng. Mà lại chủ quán. À. Thành thử ra là anh có thể anh làm rẻ được nó là ở cái chỗ đó nữa. À đấy các bạn, là như vậy là ở đây á, thì anh bán rẻ được là thứ nhất là do anh không mất tiền đầu bếp, và cái thứ hai là do cái mặt bằng mà là của anh. À, anh không có mất tiền mặt bằng cho nên là anh có thể bán được cái giá nó bền như vậy. Ở đây là cái phần này là ví dụ như hai lạng này là bao nhiêu anh? Em giới thiệu luôn cho mọi người thực tế. Cái này mà nếu như hai lạng rưỡi này đó thì là cứ 101 một lạng. Là hai lạng rưỡi là thành 250. Đúng rồi. Vâng. Thì cái gỏi này này. Vâng. Thì nó ăn kèm là gồm này, riềng, khế, hành, ớt, chẻo. Rau. Vâng. Đó. Nó có những cái ăn kèm theo nó là vậy đó, riêng cái gỏi này. Còn cái sashimi đó. Bên này. Còn chẳng hạn như là cái phần sashimi này này, nếu như ở bên anh đó thì nó tầm độ khoảng là 350. Vâng. Là ba loại cá ha. Đúng rồi, là ba loại cá, là 350. Vâng. Đó. Cái bánh đa là sao anh? Một cái bánh đa. Bánh đa là 20.000 một cái. 20.000 một cái. Đúng rồi. Cái bánh đa này là anh nhập từ ngoài bà Thanh Hóa vào luôn. Ôi, cái bánh đa toàn mè với vừng không? Rất là thơm. À đó các bạn ơi, như vậy thì đây là mình hôm nay thì mình tới rất là sớm cho nên là mình sẽ là cái người gọi là khai trương đầu tiên của quán ngày hôm nay luôn. Hôm nay thì giống như cái lời giới thiệu ban đầu thì mình sẽ ăn món gỏi cá và món sashimi cá. Ở đây thì hôm nay là lần đầu tiên, phải nói thật với các bạn là mình là một cái người rất ít khi ăn những cái món tươi sống như này, cũng có ăn một số lần rồi. Nhưng mà hôm nay thì lúc này trong lúc nói chuyện với anh chủ quán thì mình thấy là anh nói có rất là nhiều cái ăn độc đáo của sashimi cho nên hôm nay thì mình sẽ nhờ anh giới thiệu cách ăn. Đấy. Ở đây thì bên này thì mình thấy có một cái rổ rất là nhiều rau. Cái này rau gì đây anh? Này là đinh lăng. Đinh lăng rồi lá sung. Lá sung. Lá cách. Lá cách. Lá... lá lốt. Lốt. Lá mơ. Vâng. Đó. Lá mơ. Lá húng rũi. Đó. Vâng. Hôm nay nó có cái lá tử bi nữa cơ. Có lá tử bi nữa. Ừ. Cách ăn nha, hôm nay thì đây. Anh sẽ hướng dẫn cách ăn. Thứ nhất là cứ lấy vào đây chung như này, anh cuộn lên cái. Ấy, ô làm như cái phèo ấy ha. Đúng rồi. Đó, cuộn nó lên như này ha. Cuộn lên như này thì gắp tí cá bỏ đây cho anh. Ok. Đấy. Ăn gỏi phải biết đúng cách nha các bạn, không đúng cách là ăn là không có ngon đâu. Thứ nhất là tùy mình ăn miếng lớn hay miếng nhỏ là tùy mình nha. Vâng. Cho anh miếng hành vào đây. Vâng. Miếng khế. Rồi tí ớt nữa. Ôi, có ớt luôn. Rồi tí lá chanh. Ôi. Lá chanh á, thì thường có người thích ăn, có người không thích ăn. Vâng. Anh để riêng ở ngoài. Vâng. Đó. Đây, cái này á, là chẻo. Đúng gốc gọi thì nó gọi là chẻo. Vâng. Còn có người gọi nó là sốt. Đó. Có người gọi nó là bổi. Đó. Rồi xong á. Thêm mắm tôm nữa. Cái miếng này đó là em đừng nên ăn mắm tôm. Dạ. Em ăn đi.
nha. Vâng. Miếng sau em sẽ ăn mắm tôm. Vâng. Thì để hai vị khác nhau. Rồi, hai vị nó khác nhau như thế vâng. nào. Rồi anh mời em. Rồi, cảm ơn anh. Cái này không cắn nha, hết luôn nhá. Ăn quả là không cắn. Cái hết luôn. Đúng rồi, một cái là phải hết luôn. Mời cả nhà nhá. Một miếng rất là lớn các bạn. Rồi, em cắn nhanh miếng riêng. Thơm anh nhỉ? Nó thơm mà ăn không còn thấy mùi tanh của cá nữa. Đúng rồi, làm sao còn em? Làm sao còn được? Cái quan trọng là chẳng hạn như là cái khẩu vị của em như vậy nó ngon hay không thôi. Đấy. Ăn cái này các bạn, nó giống y chang như các bạn ăn cái món gọi là cái món heo chả cầy á. Nó rất mùi, rất giống cái mùi heo chả cầy. Đúng rồi, nó giống vậy đó. Nó có vị vừa bùi vừa hơi chua chua ngọt ngọt, vừa hơi cái cay nồng nhẹ nhẹ. Nói chung rất là thơm, ăn không còn thấy cái mùi tanh của cá nữa. Tuyệt đối là không còn. Vâng, tuyệt vời. Và tất cả rau thơm này là đều là vị thuốc hết đấy nha. Vâng. Lá đinh lăng các thứ là toàn là vị thuốc hết đấy. Dạ. Đấy. Đây bây giờ anh sẽ làm cho em một miếng em ăn bằng với cái mắm tôm tươi. Dạ. Ồ, để em xem là hai cái vị nó sẽ cái vị nào em sẽ thích. Vâng. Thích hơn. Thế thì thành ra anh cái này cũng phải biết cách ăn đúng không anh? Không, nói chung thì nó cũng đơn giản thôi. Nhiều người quấn riết mỏi tay rồi đó. À. Quay sang là gấp vào xong là bỏ tí rau vào là xong, chan tí cái này vô là và luôn. Ăn luôn ha. Không cần phải là quấn nữa. Vâng. À, nó là vậy đó. Đấy. Thật sự cái món ăn này nó là cái món ăn đặc sản của người miền Bắc. Vâng. Mắm tôm, cho mắm tôm vào. Và cho cái mẹ cái chèn này vào. Đúng rồi. Cái này nó cái gỏi này nó ngon hay không là do cái chèo chứ vâng. Còn cá thì nó là bình thường thôi em vâng. Hiểu đấy rồi, rồi em. Xin anh cảm ơn. Miếng thứ hai nó sẽ có thêm khẩu vị là mắm tôm, có vẻ mình thấy nó hơi gọi là hơi lớn so với cái miệng các bạn ạ. Không, ăn gỏi nó phải như vậy. Và anh khuyên em và tất cả mọi người luôn, nếu đi ăn phải nên hoang dã chút xíu nó sẽ ngon hơn. Dạ. Đừng ngại ngùng. Vâng, không ngại đã nhá. Đã đi ăn rồi là đừng ngại nhá. Còn đây, rượu rồi. Bên anh này, em cứ ăn miếng gỏi rồi em uống tí rượu vào để mà cảm nhận cái vị gỏi của nó. Cái này khi mà nó có cái mắm tôm vào các bạn thì nó sẽ bớt đi cái mùi riềng nó bị bớt đi. Mình không còn cảm nhận được rõ cái mùi riềng và cái mùi mẹ nữa. Cái mắm tôm nó át bớt đi. Tức là hai vị nó khác nhau đúng vâng. không em? Và nó cũng mặn còn ngọt nhưng mà nó bắt đầu nó có vị hơi đậm đà hơn của cái vị mặn. Ôi. Cái này là cái rượu gì đấy? Nhưng mà nói chung hai vị thì em vẫn là thích ăn cái kẹo không này hơn. À vị nào hơn. Nó dậy cái mùi hơn rất là nhiều. Cái này này là để riêng bên ngoài, ai thích thì ăn thôi. Vâng. Không thích thì cứ ăn với chẻo thôi. Vâng. Nó của nó là đúng vị của nó là chỉ có chẻo thôi. Ôi ngon đấy. Các bạn ạ. Đây em thử làm một cái cho anh như thế này nha. Làm một cái lá lốt ở ngoài. Đấy. Thực ra ăn cái này thì các bạn nhớ để cho nó đủ vị thì nó sẽ ngon hơn. Ở đây là toàn những cái lá cây có các vị thuốc không ạ. Có cả cái món lá mơ lông nữa các bạn. Đấy. Rồi cho một miếng quên phải gấp lại đã chứ. Cuốn lại như thế này. Khỏi gấp cũng được em. Khỏi gấp cũng được ha. Ừ. Đấy. Nói chung cứ miễn sao là để nó đủ vị là được à. Đấy, bỏ cái này vào. Bỏ cái gỏi cá này vào. Cái cá này ăn nó giòn giòn thơm anh nhỉ. Cái hành. Dạ, cho miếng ớt vào nữa. Ừ. Nó sẽ có cái vị cay cay chua cái cay. Đấy, ok cho em. Rồi, cho miếng kia vào nữa. Rồi. Cho cái chèo này vào các bạn này. Cái chèo này ngon quá, cái chèo của anh làm thơm quá. Cái chèo này nên nhiều một chút xíu nó ngon hơn. Vâng. Đấy.
Nói chung là cái món này là nó rất là công phu, các bạn ăn nó phải biết cách ăn. Mình không ngờ á, ngày xưa mình đúng là mình đi ăn mình chỉ cuốn cuốn rồi mình chấm mình ăn thôi. Bản thân làm nó đã công phu rồi. Vâng. Đấy. Thì ăn nó cũng phải công phu như vậy nó mới ngon. Như đây, vậy thì em uống tí rượu vào đi. Dạ. Nó mới xong rồi em đó. Rồi em gút luôn. Đó. Nó mới ngon. Cắn tí rượu bên ngoài. Tuyệt vời các bạn ạ. Cái món này đặc biệt là càng ăn nó càng ngon chứ nó không có ngán. Cái hay là ở cái chỗ đó. Nó ở đây nó có cái vị chua, cái chèo này. Ăn nó rất là đưa luôn ha. Tuyệt vời các bạn, mình ăn mình không hề cảm thấy cái vị ngán hay vị tanh của cá hay là cái không còn cần gì là cái gì. Mà cái vị chèo á nó rất là thơm. Và cuốn các lá này vô này ăn nó rất là bùi béo, bùi bùi thơm thơm trong miệng. Hơi chua chua thanh thanh. Cực kỳ thích các bạn ạ. Ôi, quá tuyệt vời. Cái này là mình nghĩ là nó hợp với gọi là chiến hữu á. Cái này phải đông đông người ngồi mà bàn luận cái này. Đúng rồi, anh ạ. Ăn gỏi là phải đông người. Vâng. Ít nhất là phải từ 3 đến 4 người. Vâng. Đó là ít nhất. Đấy, tuyệt vời thì các bạn sẽ ăn sẽ vui hơn. Ôi, ở bên này thì mình thấy anh còn quán anh còn có cái bánh đà này các bạn ạ. Bánh đà ngon quá. Bánh đà Thanh Hóa. Bánh đa chấm chèo cũng được đúng không anh? Đúng rồi. Em ăn mấy cái gì cũng được. Riêng cái chèo này em xúc nhiều vào. Riêng cái chèo này em ăn mấy cái gì cũng được hết. Nó có cái hay của nó vậy. Wow. Ăn ăn gỏi cá sống uống với rượu và chuối hột. Tuyệt vời. Anh hướng dẫn cho bọn em ăn cái này luôn đi anh. Rồi. Thông thường là hôm nay là mình rất là mình đến sớm cho nên là may mắn là được em. Anh nha. Đây cái lá tiêu tô này nè. Dạ. Em cứ cầm cái lá tiêu tô. Em gắp cho anh một miếng lá cát tích. Ok. Đơn giản như thế này thôi anh. Đơn giản vậy thôi. Em ơi, gót em miếng tương quên nữa. Rồi em quét tí mù tạt vô. Quét tí mù tạt vô. Đúng rồi. Ok em. Cho tí gừng hồng vô. Gừng hồng đấy em, gừng hồng. À gừng hồng đây. Cái này là gừng hồng nha các bạn, không phải là cá nha. Lúc này mình mới nhìn mình tưởng là cá. Nhưng mà đây là gừng nha. Gừng hồng muối. Chờ anh chút em lấy tí tương quên. Gừng ngon. Không thiệt mà. Khách chưa ai chê hết. Rồi, tiếp theo. Rồi em cuốn lại. Cuốn lại. Ok, em chấm mới xì dầu, à chấm mới nước tương. Ồ, ăn cái này nó đơn giản hơn vậy đấy anh. Ừ, vậy thôi. Đó. Chấm mới nước tương xì dầu. Rồi. Ồ, cái cá này nó trứng cá này nó bùi anh nhỉ? Bùi, ngọt, thơm. Vâng. Đó. Cái sashimi của anh ở đây em thấy nó không có hắc nhiều quá. Sashimi của quán của anh là mình thấy là nó trông vừa phải thôi. Tại vì cái mù tạt của anh là mù tạt tươi anh nhập từ Nhật về. Vâng. Chứ không phải là mù tạt típ của Trung Quốc. À. Đó. Nó hắc ít ha. Đúng rồi. Của anh là mù tạt của anh nó gọi là wasabi nha. Vâng. Wasabi tươi. Vâng. Đó. Là nó cho mình nhập củ về đó thì là không được. Dạ. Đó. Ủa anh ở đây em còn thấy có rau cải đâu không? À, cái này là ăn với cái gì? Không, cái rau này là anh đang tính làm cho em cái món mực nhúng mẻ nữa. À. Ừ, nhưng mà em nói thôi thì là. Ăn cái riêng về cái món gỏi này thì ăn nó đơn giản hơn các bạn ạ. Cho tí gừng hồng nữa em ạ. À, thiếu gừng hồng. Các bạn nên nhớ chú ý là cho cái gừng hồng này vào nhá. Đặc biệt là cái gừng hồng này. Theo anh á, em nên cho một miếng cá hồi nó cho nó hơi lớn xíu ăn nó mới ngon. À, thêm miếng cá hồi nha. Đúng rồi. Nghe lời anh chủ quán. Ăn nó phải ngập miệng nó mới đã. Dạ. Anh đã bảo là đi ăn đó, nên ăn hoang dã chút xíu nó ngon. Vâng, đấy. Chấm với một chút xíu nước tương. Đơn giản như vậy thôi. Mình nó có một cái đó là anh đã thấy đó là đi ăn mù tạt á là mọi người cứ hay trộn lẫn mù tạt với lại xì dầu. Vâng. Đấy. Em hiểu không? Nhưng mà anh thì anh khuyên mọi người là không nên ăn như vậy. Lý do là nếu như em ăn như vậy thì nó sẽ mất đi cái vị ngon của cái miếng cá. Đó. Nó mất đi cái vị ngon của cái miếng cá. Cái cá hồi của anh rất là tươi các bạn. Rất là tươi, mềm, mềm mà rất là tươi. Nó ngọt. Nó ngọt thịt. Tại vì khi mà nó tươi rồi thì nó sẽ ngọt thịt. Vâng.
ăn cá, ăn sashimi thì bây giờ em đừng ăn cái lá đấy nữa, bây giờ em ăn một miếng không để em cảm nhận luôn, nó là phải vậy đó. Cá trích vàng á đó. Đó em bỏ vô chén rồi em quệt tí mù tạt vô rồi em chấm với lại đó, không gừng hồng, không lá tía tô. Lâu lâu mình phải đổi một cái vị nó khác nhau để mình ăn mới cảm nhận được hết cái miếng cá nó ngon và nó tươi như thế nào. Đấy. Cái trứng nó rất là giòn và ngọt. Hơi bùi nhẹ, giòn ngọt. Thơm. Công nhận đồ sashimi đấy tươi ấy, ăn nó rất là ngon các bạn. Lần đầu tiên mình ăn những cái món sashimi kiểu như thế này. Hai người, anh sẽ làm khẩu phần theo hai người. Vâng. Một người, anh sẽ làm khẩu phần theo một người. Dạ. Đó. Tức là anh có combo riêng hả? Đúng rồi, không phải là combo riêng. Mà cái đó là anh sẽ làm theo khẩu phần của, chẳng hạn như bốn người ăn đi. Vâng. Bốn người đi ăn. Và có hai người thích ăn sashimi thôi. Còn hai người thì lại không thích ăn. Vâng. Thì anh sẽ làm theo đúng khẩu phần của hai người ăn. Chứ không phải là cứ combo anh làm. Đó. Ở đây do cái cá hồ nó tươi anh. Cho nên là ăn là chỉ cần chấm với nước tương thôi là thấy ngon. Đúng rồi. Thế nên là anh mới nói đó, thi thoảng có những cái miếng thì mình sẽ cho đủ vị. Có những miếng mình không cần cho gì hết, mình chấm thẳng với nước tương luôn. Để mình ăn mình sẽ cảm nhận được những cái vị nó hơi sốc, cho hơi nhiều hơi sốc. Anh nói với em chứ nếu mà cái loại mà nước tương mù tạt tiếp ấy nha. Vâng. Là em ăn như này em sao em ăn nổi. Nó cay lắm đúng không anh? Nó sốc em chịu không nổi. Đấy, luôn nó, cái vị sốc của nó có sốc à. Nhưng mà nó sốc rất là nó dịu êm. Các bạn. Nó êm. Cái này là nó là wasabi chứ không phải là mù tạt. Vâng, wasabi. Đúng rồi. Ăn cái mấy cái đồ sống này thì rất là nhiều người người ta kỳ về cái vấn đề sạch sẽ lắm các bạn. Nhưng mà nếu mà kiếm được chỗ mà sạch sẽ là ngon, đúng là tuyệt vời. Còn anh nói thật luôn là anh thì không phải là cái vấn đề là bảo là anh làm cái đá này làm gì. Và bây giờ anh sẽ nói luôn với em cái mục đích anh làm cái viên đá này. Vâng. Để anh giữ độ lạnh cho cái miếng cá thôi chứ không phải gì hết á. Bởi vì cái khúc cá đá nó như thế này này thì mình không cần phải bỏ đá nữa. Vâng. Thường em đi ăn là người ta cứ phải bỏ đá xuống dưới, em hiểu không? Vâng. Đấy, để nó tạo độ mát ở dưới đúng không? Nhưng mà anh lấy viên đá này để anh đưa vào tủ xong anh tạo cái độ mát cho cái viên đá này rồi á thì anh không cần phải làm riêng nữa. Vâng. Thì thứ nhất nhìn nó cũng mát mắt và nó sạch sẽ hơn và nhìn nó cũng có một cái chút gì đó về cái sự khác biệt hơn. Vâng. Đó là vậy thôi chứ không phải gì hết á. Không, cái miếng đá này nó lạnh lâu anh ạ, nó không bị tan. Nó lạnh khá là lâu. Nó sẽ giữ mát để cho cái miếng cá nó sẽ không bị hư, em hiểu không? Nó vâng. Là vậy đó. Và nó giữ lạnh rất chứ là lâu. Vâng. Ăn mấy cái món này là bổ lắm các bạn ạ. Nó là tươi sống á, nó dùng được cái omega 3 đó. Người Nhật người ta ăn đồ sống không đấy chứ em. Vâng. Mà chính những cái món này là từ người Nhật đấy. Bởi vì nó trong cái vị tươi của cái con cá nó có nhiều chất rất tốt cho sức khỏe. Nói chung là ăn chấm không rất là ngon. Nhưng mà để cho nó bớt cái cảm giác thì mình nghĩ các bạn nên cuốn thêm một miếng rau vào. Ăn sashimi với giá trị 100 mấy chục ngàn đúng là lần đầu tiên mình thấy đó các bạn ạ. Thực sự là sashimi là một cái món ăn nó rất là đắt đỏ. Mà các bạn muốn ăn được, các bạn vào những cái nhà hàng Nhật cũng được mấy miếng thôi phải ăn thì nó đắt lắm. Mà đây lần đầu tiên mình ăn cá không thua những nhà hàng lớn đâu, mà mình thấy là cái chất lượng nó rất là tuyệt vời. Cái này là tay mình bóc nha các bạn. Đi ăn mình cứ hoang dã đi em cho nó ngon. Dạ. Từng ngưỡng ạ. Anh đi ăn, anh khuyên mọi người nên ăn theo một cách hoang dã. Đấy. Mình đi làm mà đã cực rồi. Đi ăn nó phải đã. Mà ăn theo đúng cái sở thích, đó mới là cái hay. Vâng. Đấy. Đừng ngại ngùng. Cái này mà có thêm khoảng 4-5 chiếc hưu là ngồi đây đúng rồi. Tuyệt vời các bạn. Rồi xong là làm mấy ly rượu nữa. Dạ. Em ơi, em lấy cái cút nhỏ rót cho anh một ít cái múc cho anh một ít cái Hôm nay là mình đến sớm cho nên là mình chẳng là người thưởng thức đầu tiên luôn. Đúng rồi.
cái gỏi này anh gỏi cá này anh bóp có anh trộn rất là nhiều thính cho nên ăn rất là thơm mà không có hết mùi nữa các bạn, thơm lắm. Bây giờ là cái mùi thơm lắm. Mình cuốn không được đẹp lắm. Nhưng mà thôi. Em gắp mấy cái cọng. Đấy, các bạn phải cho thêm hành. Thực ra ăn cái này phải biết cách ăn đúng không anh? Đúng rồi. Nhiều lúc không biết cách ăn là nhưng nó mất ngon. Nó phải đủ vị của nó các bạn ạ. Nó phải đủ vị. À, đấy, nó mà thiếu đi cái vị nào là ăn là nó mất ngon cái vị đó rồi. Cho nên tại sao mà ăn gỏi là phải không được phép cắn. Đấy, đúng. Mà phải ăn một phát luôn. Ăn một phát là luôn. Bởi vì là nó đủ được cái vị ở trong đó luôn. Ăn một cái hết luôn. Đúng rồi. Thật sự là cái này rất ngon. Nhưng mà ăn với cái này hai cái đều ngon, mà ăn hai cái nó hơi ngược vị thì phải nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Khách đến với anh á, nếu như anh đã ăn sashimi rồi thì không nên ăn gỏi. Vâng. Mà đã ăn gỏi thì không nên ăn sashimi. Vâng. Và đến quán anh đặc biệt một cái nữa là gì? Nên ăn từ 2 đến 3 món đổ về thôi, không nên ăn nhiều. Không nên nhiều món một lần. Đúng rồi, không nên ăn nhiều. Bởi vì mình đang thích cái món nào mình cứ ăn món đấy cho nó đã đi thì mình mới cảm nhận được cái độ ngon của nó. Vâng. Còn mà mình đi ra quán ấy mà mình cứ kêu một lúc đầy hết cả mâm lên á, ăn nó không ngon đâu em. Không, anh nói thật mà. Như vậy là hôm nay mình ăn có vẻ hai món mình thấy rất là hấp dẫn. Hai món đều ngon nhưng mà mình ăn có vẻ hai món nó hơi bị ngược vị với nhau chút xíu. Cái món này thì đúng tuyệt vời các bạn ạ, rất là ngon. Mình nghĩ là nếu mà đi người nhậu thì khoảng hai người nhậu một cái này. Kêu một xì rượu nữa rất là tuyệt vời, không biết rượu đấy anh bán bao nhiêu tiền một lít. Nhưng mà thực sự là không biết thủ này là nhiêu anh. Rượu ở đây là anh bán 30 ngàn một xì. Một xì, cái này là một xì đúng không? Không, cái đây là một xì rưỡi. Một xì rưỡi. Như vậy thì đi nhậu, nhậu rượu nhé các bạn. Ưu tiên những bạn nam nhậu rượu vô đây nha. Tuyệt vời. Cái này ăn không có đường không ta? Ăn không có ngon không? Được em. Em lấy cái chén, bỏ cái chén. Đúng rồi, gắp bỏ vào chén. Lần đầu tiên mình ăn, cha, ăn cái món gỏi cá sống nè các bạn. Rồi, không múc cách cái này á. Cho nên nó hơi bị gà mờ chút xíu. Các múc bạn cái này vào. Cái gì mình cũng phải học từ đầu các bạn ạ. Em cứ cho nhiều vô. Em cứ cho nhiều vô em ăn cho đã. Đó, rồi em gắp tí khế vô, tí hành cho nữa là xong. Đấy. Đấy thôi. Không cần rau, không cần rau. Rồi, và. Và luôn. Và luôn, ăn quấn mỏi tay rồi là phải và luôn. Đó. Ui trời, làm ngon quá. Thì anh mới nói là cái món gỏi đấy, ngon hay không là nó ở cái này. Chứ nó không phải là ở cái đĩa này. Vâng. Cái này nó chỉ là người ta gọi nó giống như là nó chỉ là ăn cho no thôi. Vâng. Còn để mà cảm nhận được thì là nó cái chèo này ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này lấy cái kia đem, lấy cái dĩa nếp cá hào vàng đi. Này uống cái nếp cá hào vàng đấy. Đúng rồi, nếp cá hào vàng rất là ngon. Dạ. Em thấy không? Anh không ngâm gì hết nha mà uống nó vẫn có một cái vị hơi ngọt ngọt. Có cái hồng ngọt, nó hồng ngọt và nó thơm. Đó. Mà nó không không sốc nha. Nhưng mà cái này say cái nào không biết á. À, rượu ngon mà. Vâng. Ở đây có thể nói là quán rượu ngon mùi bén các bạn ạ. Chúng ta lại cho chú, em cho chú mù tạt. Rồi. Đấy. Cho một chút xíu đường hồng lên. Cho nhiều một chút xíu cũng không sao. Cuốn lại. Sashimi chính hiệu. Cái mù tạt là nó không có quá nồng hả? Nó dịu. Nó nồng nhẹ mà nó dịu. Em ăn để em nghiền cái mù tạt của anh luôn. Vâng. Cái mức độ bánh mà nói đâu là nếu như em ăn để em nghiền luôn cái mù tạt. Nó không phải quá sốc các bạn ạ. Anh ăn nó là không sốc gì luôn. Mà cái, nó nồng lên thôi. Cái muối hồng, cái gừng hồng này hay anh nhỉ? Nó cay nhẹ mà nó chua.
thì có người nhặt mới làm được thôi. Vâng. Hơi cay và chua chua. Cay chua chua, rất là lạ. Hiện tại người Việt mình đang học làm nhưng ở mình chưa có cái rừng để mà làm đó. Rừng hồng là không có à? Chính xác. Cái chảo này nếu bán riêng á? Không, anh không bán riêng. À. Anh bán chẳng hạn như là cứ một suất gọi thì sẽ có một cái chén chảo này. Nếu mà người ta ăn hết người ta xin thì sao? À, nếu như mà chẳng hạn như là thường người ta ăn mà ăn xong rồi đúng không? Vâng. Mà ăn hết chảo đúng không? Mà người ta kêu thêm chảo đó. Vâng. Thì cứ một thối như thế này là 50 ngàn. 20 ngàn. 50 ngàn. Ồ, chảo bắt các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, như vậy thì mình cũng vừa mới thử xong hai món đây các bạn ạ. Ở trong quán này thì có khá là nhiều món, nhưng mà hôm nay thì mình thử được hai món và mình thấy khá là ổn đó các bạn ạ. Nói thật là về cái món gỏi cá thì mình không phải là người hảo các món gỏi cá, mình rất ít khi ăn, và hôm nay mình ăn thì mình thấy đúng là tuyệt vời. Đó là suy nghĩ lại các bạn ạ. Ở trong quán thì có rất là nhiều món, nhưng mà hôm nay thì mình gọi hai món, đó là món gỏi cá và món sashimi, thì mình thấy tuyệt vời các bạn ạ. Cái đầu tiên mình ấn tượng ở quán đây là một cái quán nó khá là bình dân, nhưng mà mình thấy nó sạch sẽ, gọn gàng. Thấy anh chủ quán anh rất là kỳ tính, thì như vậy đó là một cái điểm cộng khá là lớn, mình khá là thích ở đây. Cái phần thứ hai là về cái phần khẩu vị, đúng là phải ăn, mình phải biết cách ăn món nào vậy các bạn ạ. Và đặc biệt là những cái món gọi hay là những cái món sashimi thì càng phải biết cách ăn nó mới ngon. Ở đây thì hôm nay mình được anh hướng dẫn cách ăn, mình ăn đúng mình thấy rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và đặc biệt là ở đây mình thấy cái chèo của anh rất là ngon, nó làm dậy mùi lên tất cả mọi thứ. Ăn cái gỏi cá mình không hề thấy mùi tanh của cá, mà nó chỉ có mùi thơm, mùi nói chung đủ vị trong miệng, rất là ngon các bạn ạ. Cái món sashimi cũng vậy, hôm nay thì anh làm khá là đặc biệt, anh lấy cái miếng đá xanh, anh làm cái vị để anh làm cái đồ lạnh cho cá, như đồ tươi cá rất là lâu, cá ở đấy rất là tươi nha các bạn, ăn từ đầu tới cuối mình thấy cá rất là tươi. Về cái phần thứ ba là về phần giá thì mình thấy là đây là một cái giá nó khá là bình dân. Thường thường khi mà đi ăn các cái món về sashimi hay là các món gỏi thì thường thường nó sẽ cái giá nó khá là cao, phải có tiền triệu rồi mình mới ăn được. Nhưng mà hôm nay thì mình tới đây thì cái giá khoảng 100.000, hơn 100.000, 200.000 thôi là các bạn có thể được thưởng thức sashimi rồi, rất là tuyệt vời. Nói chung đây là một cái điểm bán rẻ và ngon. Không biết là các bạn có biết những cái điểm nào bán sashimi giá rẻ nào không, thì các bạn có thể là cho một cái bình luận đánh giá nha. Hoặc là những cái bạn nào là từng ăn ở đây rồi thì cũng có thể cho mình một cái đánh giá nhận xét xem nó như thế nào nha, cho nó thực tế nha. Về cái phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu ở phần đầu video rồi, mình sẽ ghi thêm cái địa chỉ vào trong phần mô tả video, nếu mà bạn nào không nhớ thì có thể vào đó xem thêm nhé. Mình nghĩ đây là một cái điểm bán gỏi cá ngon, sashimi ngon và giá bình dân. Nếu mà các bạn có cơ hội đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ăn thử một lần xem như thế nào nhé. Hy vọng là qua video này thì các bạn đã biết cho mình thêm một cái địa điểm ăn uống mới để các bạn tham khảo khi đi ăn uống nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới, nhiều địa điểm ăn uống mới thì kênh Đi Đâu Ăn Gì nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye bye.